Hello và xin chào mừng tất cả bạn đã cùng quay trở lại với kênh của anh đã già Sasanhao và Sasanhao and Tushi. Hello chào mọi người nha. Ui. Hôm nay tôi sẽ test câu hàng gọi là đậu phộng đang cho mình trái bơm đến kia. 687 kim cương các bạn nha. Hay còn có cái tên khác là 687 gọi là Diamond. Rất tuyệt vời. Tu mi cân tình yêu. Được. Hàng mới các bạn ơi. Mới update định mình hôm qua. Hôm nay vào chơi luôn. Cho lắm. Lại được nghỉ hè. Lại được đi đầm sen chơi. Ngu người. Trời ơi. Tu mi cân tình yêu. Nghe bạn một viên chết luôn hai thằng anh em ạ. Một mũi tên trúng hai con nhạn là đây chứ đâu. Mẹ 687 này đã có phiên bản Diamond. Ui xôi ơi. 6 kill. Súng one hit one kill trong truyền thuyết là đây chứ đâu các bạn. Bắn một viên chết người. Được. Và súng này cũng được tặng miễn phí luôn các bạn nha. Một trong những câu hàng là các bạn chỉ cần online đúng một ngày duy nhất thôi là các bạn sẽ được tặng miễn phí. Được chưa? Cả làng ai cũng có thể đổ phỏng. Đang giới thiệu sản phẩm mà định mà nó cũng chơi, nó cũng giết mình nữa kìa. Thì súng này các bạn chỉ cần online một ngày thôi nha. Thì các bạn sẽ được tặng vĩnh viễn luôn. Bây giờ vào đột kích tàu khựa thì người 687, nhà 687. Bây giờ nó đã nhuộm định mà nhuộm xanh cả cái đột kích rồi các bạn ơi. Đấy, cũng được tặng quả bình xịt Fox nữa kìa. Fox Chila và Fox Trúc của. Các bạn thấy súng này được cải tiến đẹp không? Đẹp thế nhỉ. Vâng, trên cái súng nó còn lấp lánh mấy cái màu xanh nữa. Thằng này cũng có cái cây súng giống mình nè. Trời ơi, chưa bao giờ được. Cháu nhìn thấy cái súng này nó đẹp mà nó còn mảnh như thế này. Đây rồi. Em tôi núp rào cầm súng nhắm. Anh bắn rất hay. Úi trời ơi, tai mày bị điếc à. Điếc này, đúng là điếc không sợ súng các bạn ơi. Mình bắn hai viên hụt thế nó không nghe tiếng. Cái thằng này làm gì đó. Hey. Hello. Thành tiền tân binh anh em ơi. Tiền tân binh. Ở bên Trung Quốc thì không có phân biệt tân binh hay là đại tướng gì hết các bạn ơi. Cho chơi chung với nhau hết. Tức là các bạn mới vừa tạo nick luôn, các bạn mặc cười luôn, các bạn vào chơi chung với mình cũng được luôn. Nó không có phân biệt gọi là kinh tự do hay là tân binh gì cả. Khá là ngon, tất cả bạn đều được chơi chung với nhau, không cần phân biệt là vùng miền hay là cấp độ gì cả. Khá là tuyệt vời các bạn ơi. Thằng này cũng có súng giống mình nha. Tại sao lại xài súng giống mình hả? Liêu. Yeah, đủ. Trời ơi. Nhảy xuống làm gì? Man, tu vi kinh tình yêu là có thật các bạn ơi. Phải hàng à, không có chết ngu là mới ngu như cái này cả. Dạo này thì mình chơi bên sếp Quy luôn hả các bạn ơi. Chưa về Việt Nam, dạo này bão từ Biển Đông quá là dữ. Cho nên là anh Tô đã đóng quân tại là chút cỏ. Để mình tân binh gặp anh đại gia ngu ngươi vào lỗ luôn các bạn ơi. Binh đi. Ui nhảy ghê chưa. lại được nghỉ hè. Đậu phòng nó cho anh đại gia nghỉ hè. Quê cái súng mình bắn được 59 máu, nó bắn là mình phát chết anh em ạ.
Cây súng 87 bắn tầm xa không lại cây sóc lọ nha. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ mang cây này vào trong cái map gọi là map chocolate, map xưởng sô-cô-la. Map này không biết khi nào mới về Việt Nam đây. Chắc phải tầm năm sau các bạn ơi. Khá là lâu đột kích Việt Nam update một lần mà biết bao giờ mới về là tới Việt Nam. Nấp này. Anh em đừng quên bấm like clip của anh đã dạ, không trượt video nào nhá. Được quá nha. Hàng miễn phí mà nó như thế này thì còn gì bằng. Câu lạc bộ hút cần này. Cho cái tuyển thủ tàu khửa đừng mà xem tivi mà hút đi. Cái đầu khổng. Lại là mấy bạn em yêu zombie định mệnh cứ cầm cái MG vào đột kích vào thằng dơ mà. Cây này thì nói chung là nó đổi màu thôi các bạn ơi. Chứ mình thấy nó vẫn như cũ à. Cũng hai viên à. Cũng bắn một viên chết. Ở xa là bắn hai viên. Nói chung là cũng không có gì mới. Nhộm nhộm lại cái súng là đánh lừa thị giác người chơi quá. Đấy cứ nhộm nhộm mấy cái súng này xong về Việt Nam update lại cho vào một quả cầu may mắn. Thế là thôi xong. 10 vi coi. Rồi định mệt. Trời ơi cái dáng chết kìa. Cái dáng chết. Đại bàng tung cánh. Vâng ngu người. Các bạn đừng quên nhấn vào chuông luôn nha. Vâng nhấn vào quả chuông kế bên cái chữ đăng ký của kênh Anh Đã Già để nhận được tất cả các video từ kênh. Không chừa cái video nào. Vâng nhận video không chừa cái nào. Đấy đấy đấy. Ui ôi mình sợ nhất là mấy thằng MG nha. Mấy thằng MG nó chơi bên tàu khử là nó thuộc cái dạng gọi là cái gọi là em yêu zombie các bạn. Mình bắn đặt bom nhưng mà các bạn ấy vẫn cứ tư tưởng là em yêu zombie. Cứ mang MG vào đây cày thôi. To be continued. Mấy tụi nó rớt 687 quá trời luôn kìa. To be continued. To be continued. Nhìn là mất 5000. Không trượt phát nào. Úi trời ơi trượt hai phát rồi. Mấy súng bắn đúng chất là mạnh luôn các bạn ơi. Các bạn mang vào mấy đấy đấy thằng này cũng có cái súng nè. Đổi không? Mấy không biết bao giờ đột kích mới có một khẩu súng gọi là sắp lọ VIP. Bạn nào muốn đột kích ra 687 VIP với lại TMP VIP thì điểm danh nha. Chắc chắn sẽ ra thôi. Đột kích cái gì nó không cho lên VIP được các bạn. Mà 16 khéo ít hôm còn có đấy chứ nói gì. Bất cứ cái súng gì cứ các bạn yêu cầu là đột kích tàu khựa là nó sẽ xúc luôn. Nó sẽ xúc các bạn ạ. Để mình đồ phỏng nó bắn súng nhắm ghê thiệt á. Ghê thiệt. Đột kích tàu khựa thì lúc nào cũng là lắng nghe ý kiến của tất cả bạn người chơi các bạn ơi. Nói chung là bạn thích ra súng nào cũng được. Quan trọng các bạn nạp cạc vào là họ ra hết á. Để mình. Lại là mấy bạn em yêu zombie định mệnh cứ cầm cái MG vào đột kích vào thằng dơm mà. Mày săn dơm này. Săn tóe máu. Tóe. Đồ phẩm tóe máu được 15 máu á bạn ơi. Ngu người thì giật. Trời ơi. Húp mì tôm. Tôi chắc mình cũng tạm dừng cái video này tại đây các bạn ơi. Các bạn nào có nhu cầu thử vận may đột kích và mua hoặc đột kích giá học sinh thì đừng quên truy cập anhđạgia.com các bạn nha. Vào đó để ủng hộ mình. Bye bye.